Chào các bạn, lại là series đi bay của mình đây. Mọi người thắc mắc là sao mãi không thấy ra clip. Thật ra là vừa rồi mình đã bay đến station yêu thích của mình, bận rộn với một số lịch trình cho nên không kịp chỉnh clip up lên. Với mỗi duty thì bọn mình sẽ phải tự sắp xếp xe lên sân bay. Hãng sẽ không có xe đưa đón mà sẽ chỉ hỗ trợ tiền cho bọn mình mỗi chuyến đi thôi. Teveniva bọn mình thì hàng tháng đều có request các chuyến bay. Các bạn khác thì sẽ chọn đi những nơi để check in sống ảo như Milan, Paris, London, Úc. Nhưng mình thì lại ưu tiên dành cái request hàng tháng đấy để bay đến station có bạn bè và người nhà của mình, vì mình nghĩ là những cái chỗ kia chỉ cần đi du lịch một lần cho biết thôi. Teveniva thì từ lúc training đến lúc release trở thành một CA chính thức, luôn có thói quen là xuống phòng briefing sớm để chuẩn bị máy chiếu cũng như các thủ tục giấy tờ nhập cảnh cho cả tổ bay. Và station yêu thích của mình đấy chính là Toronto, Canada nha. Chuyến bay từ Taipei sang Toronto là một chuyến bay rất dài. Mùa hè sẽ bay gần 15 tiếng và giờ mùa đông thì sẽ là hơn 16 tiếng. Bay qua vùng cực, vì đặc thù đường bay như thế cho nên bọn mình cũng có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi ở đây. Mùa hè thì sẽ là hơn 2 ngày và mùa đông và đặc biệt vào những ngày bão tuyết thì có thể là từ 3 đến 4 ngày. Và đây là người thương đặc biệt của mình nha. Lý do vì sao mà mình request bay sang Toronto hàng tháng. Khi mà mọi người đã đi quá nhiều nơi rồi thì sẽ thường ưu tiên chọn những điểm đến thân thuộc, có cảm giác được như ở nhà. Lịch trình mình nói mình bận rộn gần đây đấy chính là dành thời gian cho ba đứa cháu của mình nha. Gia đình chị gái mình thì ở bên này cũng tương đối lâu rồi, mà cũng giống như bao gia đình người Việt Nam khác thì lúc rảnh rỗi luôn là đi shopping và dành thời gian nấu những món ăn Việt để thưởng thức cùng nhau. Mỗi lần mà dì bận rộn làm bánh thì luôn có ba trợ thủ đắc lực bu vào làm hộ. Hôm nay thì cả nhà làm bánh giò và bánh bao nha.